Xin chào các bạn, Minh Khánh rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Trang Măng Non của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương. Hy vọng sự trở lại của chương trình sẽ đem đến cho các bạn những thông tin hữu ích và thú vị. Các bạn ơi, mùa hè này các bạn đã được đi những đâu, làm những gì rồi nào? Riêng Minh Khánh, hè này Khánh đã được ba mẹ đưa về quê thăm ông bà rồi nè. Ngoài ra, Khánh còn tham gia một số hoạt động hè của nhà trường tổ chức. Lúc ở nhà thì Khánh tranh thủ ôn bài, rồi phụ ba mẹ trông em và làm những việc nhà nữa. Hy vọng các bạn cũng đã có những ngày hè thật vui và ý nghĩa nha. Còn trong chương trình Trang Măng Non hôm nay, mời các bạn cùng Minh Khánh điểm lại một số hoạt động lớn dành cho thiếu nhi tỉnh Bình Dương được diễn ra từ đầu mùa hè tới nay nha. Và cuối chương trình sẽ là phóng sự phản ánh về liên hoan thiếu nhi vượt khó học tốt lần thứ 6 tỉnh Bình Dương năm 2024. Bây giờ là nội dung chương trình, mời các bạn cùng đón theo dõi. Tại khu di tích tưởng niệm truyền thống Chiến khu Vĩnh Lợi, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một ngày đầu hè, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Uyên đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, lễ khai mạc hè và Ngày hội thiếu nhi tỉnh Bình Dương lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Hơn 1.000 bạn học sinh là những tấm gương vượt khó, học tốt trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương đã có mặt cùng nhau dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sĩ và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, được ôn lại lịch sử của Chiến khu Vĩnh Lợi gắn với truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương đất nước. Tại buổi lễ, ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao 1.329 phần quà, mỗi phần gồm 300.000 đồng tiền mặt, bánh kẹo trị giá 500.000 đồng, phiếu học tiếng Anh trị giá 1 triệu đồng, với tổng kinh phí trao hỗ trợ trong chương trình gần 4,1 tỷ đồng. Mong muốn của ban tổ chức là trong thời gian tới, thiếu nhi nói chung và đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng sẽ nhận được sự quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa của toàn xã hội, nhằm động viên, giúp đỡ các bạn, tạo điều kiện cho các bạn có thêm điều kiện tự tin vươn lên, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Với chủ đề Đi để biết, trải nghiệm để trưởng thành, chương trình huấn luyện học làm chiến sĩ công an lần thứ 8 năm 2024 do Tỉnh đoàn Công an tỉnh và Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024 đã thu hút được 122 trại sinh từ 9 đến 15 tuổi tham gia. Trong thời gian huấn luyện, các bạn đã được trải nghiệm rèn luyện môi trường của một chiến sĩ công an, được đi tới nhiều nơi, tham gia nhiều hoạt động sôi nổi với rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Không chỉ có thêm những kỷ niệm đẹp cùng với bạn bè, các cô chú công an, các anh chị phụ trách, được hiểu hơn về những vất vả mà cũng rất đáng tự hào của người chiến sĩ công an nhân dân, mà các bạn còn học được những bài học ý nghĩa về lòng biết ơn, về tình yêu thương đối với gia đình, với ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Từ đó các bạn đã hiểu hơn về trách nhiệm của mình trong việc học tập, rèn luyện và phấn đấu để trở thành những người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Dương lần thứ 14 năm 2024 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức. Hội thi năm nay có chủ đề Sách thắp sáng ước mơ tuổi thơ, với những đề tài về lịch sử, về đạo đức, lối sống, thông qua cách kể chuyện hấp dẫn, sinh động, với những giọng kể truyền cảm, lôi cuốn, kết hợp với cảnh trí và trang phục phù hợp, đã tạo cho người xem sự cuốn hút với rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Thông qua các tiểu phẩm, các bạn đã thực sự đem lại những câu chuyện trong sách đến gần hơn với độc giả, và đặc biệt là các bạn đã truyền cho khán giả niềm cảm hứng đọc sách cùng ý nghĩa và giá trị của việc đọc sách. Đây cũng là một trong những sân chơi bổ ích được nhiều bạn thiếu nhi trông đợi mỗi dịp hè về. Hội thi đã thu hút hơn 300 thí sinh đại diện cho 7 đơn vị huyện, thành phố trong tỉnh tham gia. Ngày hội tuổi thơ nói riêng cùng các hoạt động của nhà thiếu nhi nói chung đã thể hiện được sự quan tâm của tổ chức đoàn đội các cấp, của các bậc phụ huynh dành cho thiếu nhi, giúp thiếu nhi chúng ta có điều kiện tham gia vào các hoạt động sôi nổi, bổ ích và có những chương trình học tập thiết thực, phát triển tư duy, năng khiếu của mình. Bóng đá được ví là môn thể thao vua, luôn có sức hút với nhiều người, đặc biệt là đối với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Đây cũng là bộ môn thể thao được các địa phương, nhà trường và cả các bậc phụ huynh khuyến khích, phát triển nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho con em mình. Bé rất là vui khi mà đến được các cái trung tâm mà các thầy, các cô đào tạo chỉ dạy rất là nhiệt tình. Bé vui, bé thích nữa và về cảm thấy là tinh thần lạc quan, nên là học tập nó tốt hơn. Thì hè này thì mẹ con có đầu tư cho con đi học thêm khá là nhiều môn, thì môn con thích nhất là môn bóng đá vì đấy là môn năng khiếu của con, và đến đây thì con được vui chơi cùng các bạn và con được thỏa sức vận động, và con được tham gia nhiều giải và được đi đá ở nhiều nơi như là Sài Gòn và Vũng Tàu. Thì con mong muốn được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, đấy là ước mơ của con. Với rất nhiều bạn ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, bóng đá không chỉ là môn thể thao yêu thích mà còn là nơi để các bạn thể hiện tài năng, bản lĩnh, sự tự tin để khẳng định bản thân mình. Bóng đá mang đến cho các bạn niềm vui, sức khỏe và cả vinh quang sau những trận thi đấu, dù lớn hay nhỏ. Bóng đá là cơ sở để các bạn phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, tạo động lực để phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Với những lợi thế về sân luyện tập, thi đấu thể thao ngoài trời cùng những sân cỏ mini nhân tạo, đồng thời là sự chú trọng đầu tư phát triển các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá của các ban ngành chức năng và của các câu lạc bộ. Thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã trở thành miền đất hứa, thu hút huấn luyện viên có chuyên môn cao cùng nhiều bạn trẻ từ các tỉnh thành dành trọn mùa hè về Bình Dương học bóng đá. Hè năm ngoái con mới vào đây, con không biết bóng đá chuyên nghiệp là gì. Con vào đây con học 3 tháng hè, có thầy dẫn đi tuyển sinh đồ. Giờ hè năm nay con vào đây tiếp một lần nữa. Nếu mà có một cơ hội thì con phải cố gắng theo để được bóng chuyên nghiệp. Thì ở đây thu hút được các bạn đây là nhất là vì mình họ đào tạo theo đúng theo quy trình. Thứ nhất là về đầu tiên là đạo đức con người, kỷ luật, rồi sự cách sống, kỹ năng sống là thứ, và sau đấy mới đến chuyên môn thứ, và chuyên môn ở đây chúng tôi là luôn đào tạo từ những cái cơ bản nhất cho đến những cái khó nhất để làm sao để đưa đến các bạn đến những cái ước mơ, cái đam mê của các bạn. Tham gia khóa học trong thời gian gần 3 tháng mùa hè, các bạn sẽ được huấn luyện viên chuyên nghiệp giảng dạy một số kiến thức cơ bản về bóng đá như cảm giác bóng, kỹ thuật chuyền bóng, nhận bóng, kỹ thuật dẫn bóng, sút bóng nâng cao, kỹ thuật ném biên, kỹ thuật đánh đầu, kỹ thuật phòng ngự cá nhân, phòng ngự nhóm, tấn công, phối hợp đồng đội. Sau những bài tập kỹ thuật, thể lực, huấn luyện viên sẽ tổ chức thành các đội đá tập đối kháng cùng nhau, tạo sự thích thú cho cầu thủ mỗi khi ra sân. Với sự hướng dẫn nhiệt tình chuyên nghiệp của các huấn luyện viên, sự hăng say tập luyện của cầu thủ, các bạn có năng khiếu bóng đá, được tạo cơ hội phát triển tài năng, tham gia các giải đấu quy mô, được các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đón nhận, biến ước mơ của các bạn trở thành hiện thực, đó là trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp. Các bạn thân mến, và ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với phóng sự về Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học tốt. Đây là một hoạt động được tổ chức thường niên, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cũng là dịp để ghi nhận và tôn vinh những tấm gương thiếu nhi điển hình trong vượt khó học tốt. Chúng mình cùng theo dõi các bạn nhé! Lễ tuyên dương thiếu nhi vượt khó học tốt tỉnh Bình Dương là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học tốt tỉnh Bình Dương lần thứ 6 năm 2024, được diễn ra vào ngày 12 tháng 7 năm 2024. Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Bình Dương phối hợp cùng với Quỹ khuyến học tỉnh Bình Dương tổ chức với sự góp mặt của các vị đại biểu đại diện các sở ban ngành trong tỉnh, các nhà hảo tâm, và đặc biệt là sự góp mặt của 100 bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi các lớp học tình thương, con em thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh đó các bạn. có em mất. Trong khuôn khổ liên hoan thiếu nhi vượt khó học tốt tỉnh Bình Dương năm 2024, trong buổi sáng thì các em đã được tham quan dân hương và tham quan ở địa đạo Tam Giác Sắc. Đồng thời thì các em cũng đã được tham quan ở khu du lịch Đại Nam, được tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và vui chơi ở biển Đại Nam. Và buổi chiều thì chúng tôi đã có cái chương trình giao lưu thám sát mơ thiếu nhi Bình Dương đối với những em tiêu biểu. Và thông qua liên hoan lần này thì chúng tôi mong muốn là với cái sự chung tay góp sức của toàn xã hội sẽ hỗ trợ động viên cho các em thiếu nhi, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng vươn lên trong học tập để giúp đỡ phần nào điều kiện về vật chất, về tinh thần cho các em. Đặc biệt là chúng tôi mong muốn thông qua các kỳ của liên hoan sẽ tạo ra một cái không gian để các em có thể vui chơi, sinh hoạt tập thể, có điều kiện để giao lưu, học hỏi với nhau, qua đó có thể thêm yêu quê hương, yêu đất nước, để từ đó hung đúc thêm cái tinh thần, ý chí phấn đấu trong học tập của các em. Đến với buổi lễ tuyên dương, các bạn thiếu nhi đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bạn đến từ nhà thiếu nhi Bình Dương, cùng giao lưu với đại diện thầy cô giáo, tổng phụ trách đội và những tấm gương điển hình trong phong trào vượt khó học tốt. Đây là những bạn học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân lại bị bệnh tật hành hạ. Song bằng nghị lực và khát khao vươn lên, các bạn đã gặt hái được những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào vượt khó học tốt. Thật đáng khâm phục phải không các bạn? Tham gia liên hoan thiếu nhi vượt khó tỉnh Bình Dương năm 2024 hiện nay thì chị xin hỏi Nguyên là không biết là cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi mà nhìn thấy mình ở trên phóng sự, có thể có thời gian nhìn lại những khoảnh khắc mà mình đã cố gắng và hiện tại là đang ngồi ở đây cùng với mọi người chia sẻ và lan tỏa cái tinh thần vượt khó học tốt đối với tất cả 100 gương thiếu nhi vượt khó học tốt tỉnh Bình Dương hay không? Dạ, em rất vui và vinh dự khi được tham gia liên hoan. Liên hoan là nơi có thể nói là một nơi kết nối, là nơi tạo ra sân chơi giao lưu, cũng là nơi tạo ra niềm hứng thú cho các bạn thiếu nhi có niềm tin vào động lực, niềm tin vào cuộc sống. Em tin rằng mỗi bạn ở đây đều sẽ là một đóa hoa rực rỡ, dù có khó khăn như thế nào cũng đều cố gắng, nỗ lực hết sức hướng về phía mặt trời. Và không biết là hiện tại thì cảm xúc của Thịnh như thế nào? Thì em ngồi đây thì em cảm thấy hơi lo lắng một tí, nhưng mà thật ra là em cảm thấy phần xúc động là nhiều hơn. Cũng lâu lắm rồi mới được tham gia một cái sự kiện và đi một cái nơi như là Đại Nam này. Thì em cảm ơn ban tổ chức và tất cả những người đã đồng hành cùng với ban tổ chức để tạo nên một sự kiện có thể giúp đỡ cho nhiều học sinh, nhiều người gặp khó khăn như em. Đối với bản thân mình, khi mình thấy một bạn học sinh luôn cố gắng nỗ lực vượt khó học tốt thì mình rất trân quý và mình luôn cố gắng cổ động và đồng hành cùng các em, và cũng hy vọng rằng tất cả các bạn ngồi ở đây sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt, dù cho khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì các em cũng hãy vững lòng tin rằng là sẽ luôn có thầy cô bên cạnh các em, luôn có các anh chị, các cô chú đồng hành với các em trong chặng hành trình sắp tới, và hy vọng rằng tất cả các bạn ở đây sẽ đều đạt được những ước mơ mà mình mong muốn. Ban tổ chức cùng với các nhà hảo tâm đã trao cho mỗi bạn thiếu nhi tham dự liên hoan giấy chứng nhận, quà tặng cùng một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Và mục tiêu của em là gia đình. Tại vì chính sự yêu thương của cha mẹ em đã làm động lực cho em một ngày tiến lên. Là thầy cô và các bạn đã cùng đồng hành với em. Em cũng xin cảm ơn thầy cô trong trường và các bạn đã luôn đồng hành và giúp đỡ em nhiều. Trong tương lai thì em muốn trở thành một chiến sĩ công an, bảo vệ và góp phần xây dựng quê hương đất nước. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của đoàn thanh niên, hội đồng đội các cấp nói riêng và toàn xã hội nói chung trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động Vì đàn em thân yêu, nhất là đối với những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên giúp đỡ các bạn để các bạn có thêm động lực tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Trang Măng Non xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình kỳ tới, các bạn nhé!